Chào cô chú anh chị và các bạn ha. Thì anh Ngọc đây, sáng thì anh đi ra ngoài mua cà phê, thì anh có cái này là bún nuôi cả nhà. Đó, thì bắt đầu anh đem vô anh cúng cho cậu. Nói chung là anh em ở đây là đi ra ngoài thì thấy có cái món gì ngon ngon, cái gì lạ lạ là mua cho cậu. Bây giờ là cậu thì nói chung là ăn uống là mọi người đến viếng là cho cậu là khá là nhiều, là mâm cao cỗ đầy khá là nhiều từ trước tới giờ rồi. Bây giờ chỉ cần suy nghĩ ra cái món gì ngon lạ thôi, giống như cậu chưa chưa ăn qua hay sao cái kiểu gì đó cả nhà. Ví dụ độc và lạ thôi, chứ bây giờ ăn hoài những cái món yêu thích như bánh bía này thì cũng ngán cô chú anh chị. Mặc dù thích đó, nhưng mà ăn nhiều hoài cũng ngán chứ. Đó. Đây, anh Ngọc anh có một cái nuôi Tôi hả? nuôi nuôi em Phải coi, ăn chay nha. nuôi chay Chay, nuôi chay được chay rồi, chay cho cậu Năm. đó cả nhà. Thấy sáng thì anh đi sớm lau mộ với anh em luôn, và bên cạnh đó thì anh có động tác gì vuốt vuốt tóc vậy Hồi anh? thì cô có động tác ta với tóc cây mới đi vòng tròn. Còn ngồi dưới tóc. Anh lấy cái bọc ra nha. Cũng cũng xong cái động Lấy tác cái vuốt bọc vuốt ra. tóc vậy. Thôi cô chú anh chị. Từ ngày biết anh Ngọc dễ thương À, lắm cô dạ chú cô anh chú chị. chị ơi, Mời cậu đàng xin hoàng phép anh, nhà gọi xin phép em nha cô chú. mời cậu đàng hoàng Cô á. chú chị mình xin kênh bấm like, chia Thì sẻ giúp cậu ơi, và chia sẻ giúp anh Ngọc em thì nhiều có nha. tô nuôi chay với lại ly cà phê, thì anh Ngọc cũng mời cậu về ăn nuôi uống cà phê đó. Rồi ba cây nhang, ba cây nhang nhang xanh mà bắt đầu nó ra cái tàn nhang màu đen ha, còn nhang đen thì nó ra cái tàn nhang màu trắng. Ngộ thiệt chứ. Đây nè, mấy cây nhang xanh mà đây Nhìn không thấy đúng không? Còn quay lên này thấy cái gì tiêu rồi. hồi nãy hả? Ủa thì mặt trời nó lên tới đỉnh thì nó ngay ngay hàng cây thôi. Nói chung là nó đẹp, đơn giản là nó đẹp, nhưng mà rất là tự nhiên thôi, chứ không có cái gì phải là cái hết. Là cả nhà, buổi sáng thì hôm qua thì trời mưa, sáng nay thì hơi âm u xíu, hy vọng là trưa đừng có mưa để cho bà con đến viếng. Bông thì được sắp xếp ra cô chú anh chị ơi. Đó. Chết mồ con nai anh anh Con dựng nai gãy rồi, gãy hả, nai ngã rồi kìa. mà nó gãy hay sao, nó đứng không được hay sao, con nai sao nó nằm luôn rồi. Trời ơi, con nai này là nai nai nhà cô chú anh chị, nai nhà nuôi ha, nai nuôi thì nó không có cắn phá gì chân, có mấy con nai trong rừng, mấy con nai trong rừng nó mới ăn thôi. Con nai, mấy con nai này là nuôi thuần chủng nó, rồi dạy nó ăn chay, nai này nó ăn chay mình, đặc biệt là nó không có ăn bông. Nó uống nước với lại nó hít hít không khí không à. Còn mấy con nai trong rừng nó mới phá, nó ăn bông thì tình mấy con nai. Nhưng mà kệ, nói chung là nó phá thì phá, nhưng mà mình thấy xót, mình thấy thương thôi. Nhưng mà nó không ăn thì vài bữa héo rồi cũng bỏ. Rồi, nó không ăn đói tội nó. Thì kệ, nói chung bà con cô bác bây giờ mình đem tới, mình cúng cho cậu thì cậu cũng đã hiểu được tấm lòng của mình rồi. Thì bây giờ để tối mình lỡ nó có ăn thôi, thì còn cái nào lại thì mình để cho cậu, còn cái nào hư thì mình bỏ thôi, mình cũng hoan hỷ. Nói chung là tất cả đều hoan hỷ, mang tấm lòng thiện tâm từ tâm thì tất cả đều sẽ vui hết, không có gì hết. Chẳng qua là nó ăn thì mình thấy nó rớt đổ sơ sát xíu thôi, chứ không gì đâu cô chú anh chị. Đốt chậm cho cậu cái anh sáng gì như chưa ai đốt chậm mà. Đây anh Tài đốt chậm quý vị. Hay ủng hộ Tài 66 và Ngọc Nhi ủng hộ kinh dùm hai đứa dùm. Đăng ký kênh, Đăng ký kênh. like, chia sẻ. Đây. Người tội nghiệp nhất trong cái ekip. Ngọc Nhi hả? Ngọc Nhi. Sáng nào cũng là tiếp. Ở đây là mình rất là tội nghiệp. Là quý vì quá dễ thương, nó là quá dễ thương, đừng nói là hiền, là nó là quá là dễ thương đúng không Tài? Ừ, đúng rồi. Cái gì cũng đúng, tại cái gì cũng đúng. Ui, Tôi là Nguyễn Ngọc Nhi. nóng. Ừ. Đó, thì bây giờ đốt thêm mấy cây nữa cho nó ấm cúng, ấm áp cả nhà, cho thơm. Hôm bữa cô chú anh chị nói là trong vòng 49 ngày thì đừng đốt chầm cho cậu. Nhưng mà bây giờ đang trăm lẻ, bữa nay là 100 mấy rồi ta, 104 rồi phải Trong này trong này bốn thứ hai thứ ba thứ tư năm sáu là thứ bảy, trăm
1, 2, 3, 104. 100 ngày là cậu ngay bữa thứ hai. 104 đúng rồi, bữa nay là 104 ngày cô chú anh chị. Mỗi lần em mà muốn biết ban ngày em phải bấm ngón tay. Như coi quẻ đúng không? Giống như coi bói vậy, coi như thầy. Hôm nay là bắt đầu cuối tháng âm lịch không? 30 tháng 5 rồi đó. Mai là mai bước qua tháng 5. Tháng 5 âm lịch á. Chỉ sạn với sạn ăn mùng 5 tháng 5 à. Phải không? Ở 5 tháng 5 là ngày mùng 5 à. Ủa mùng 5 tháng 5 thì còn mấy bữa nữa hả? Mấy bữa nữa. 6 ngày nữa. Chù cha. Ngày bữa thứ 6 thứ 7. Thì có thể nào mình sắp xếp về quê một bữa không ta? Lâu lắm mà không về quê con chú anh chị. Không biết ba mẹ có cắt hộ khẩu không. Đi về là như phải về nửa tháng. Dạ. Lâu lắm mà không có về quê. Từ ngày mà cậu được an táng ở dưới nghĩa trang Hoa Viên đây á, thì không có về quê của chú anh chị lâu lắm rồi. Chắc mùng 5 tháng 5 này sắp xếp nhín thời gian về. Nhi có về trong vòng 3 tháng 10 ngày cậu Nhi có về. Nhưng mà về lên liền không à. Đi về nó cực lắm. Về xong rồi lật đật chạy lên, về xong rồi lật chạy lên. Về để coi hỏi thăm ba mẹ coi hộ khẩu còn không. Chứ để cắt hộ khẩu chắc về chứ xuống đây ở chung cậu Năm luôn, nhập hộ khẩu đây luôn. Nó thì sáng thì cô chú anh chị thấy tất cả tôm tắt ha, là trà nóng là cậu là của em nè, rồi bắp nè, anh đưa vô đây cho bà con cô bác ơi, nó bắp nè, rồi cái gì cà phê của anh Ngọc nè, nuôi của anh Ngọc nè, cà phê nóng gì của chị Nhi nè, nuôi là từ thiện à, nuôi từ thiện hả? Nó từ thiện anh bữa nay người ta phát ha anh à, vậy là anh đây là từ thiện, tưởng đâu anh mua, nhưng mà có nghĩa là bữa nay là do 30 cuối tháng người ta phát đúng không? Còn nhiều không? Nhiều. Lát em xin tôm ăn coi. Có à? Ở à, anh xin cho em nước à. Ở đâu vậy? Ở ngoài đường hả? Ngoài đường chỗ bán cơm á. Chỗ bán cơm hả? Chỗ bán cơm mà cái chị đó bán ừ, chị phát hả? Cơm chị đó phát hả? Wow. Chỗ bán bún mà mình hay mua đó hả? Ồ bữa nay chỗ bán bún hay nuôi đó phát nuôi nè cả nhà. Để anh đưa xác vô cho bà con cô bác coi ngon lắm nè. Nãy giờ em cứ tưởng anh mua. Có đâu, anh nói từ thiện mà. À ngon. Bữa nay bữa nào cái gì cái đó. Ờ bữa nay cậu ăn nuôi từ thiện luôn cả nhà. Bữa nay là do 30. 30 cuối tháng nên người ta phát từ thiện. Cái này cũng hay, là một cái thiện tâm rất là hay. Quá quý luôn cả nhà. Cậu ơi ăn xuống để em sắp xếp coi. Bây giờ là trước tiên là ăn nuôi của anh trước đi. Ăn nuôi. Uống cà phê cà phê đá, sau đó uống cà phê nóng của chị Nhi. Rồi chuyển qua ăn miếng đậu hũ. Ăn cái bịch cái bia. Ăn miếng đậu hũ hồng trắng miệng miếng bắp. Rồi uống miếng nước trà. Rồi bia thì cậu uống nãy giờ rồi, chắc có lẽ là sáng cậu xỉn rồi. Sáng cậu nở luôn. Sáng giấc cậu xỉn rồi. Đó. Thì cái máy này là máy năng lượng mặt trời cả nhà, cô chú anh chị. Có nghĩa là mình nghĩ là mình tắt cái đi. Mình tắt cái đi cô chú anh chị. Bên kia có một cái rồi, mình phải dưỡng. Mình dưỡng cho nó để nó hư. Cái này là để tối xài. Cái này mình để đây đi, đừng để trên lư hương. Mình để cái dưới này đi. Đó. Bên kia là A Di Đà Phật, bên kia là niệm liên tục, niệm cái thôi, niệm hai ba cái nó cũng không có, cũng vậy thôi à. Đó. Quá đẹp luôn cả nhà. Bây giờ là em cho cả nhà xem lại toàn cảnh ở mộ cô Năm chút xíu nữa nè. Con đường này thì em xin nhắc lại cô chú anh chị ha, chia sẻ lại chút xíu. Con đường này là anh em YouTube với bà con cô bác đặt tên cho là đường nghệ sĩ, nhưng thật chất nó không phải là cái tên này, không có ai đặt đâu nha, là anh em YouTube đặt thôi cô chú anh chị. À, mọi người đừng có nghĩ là chỉ người có công với đất nước hay cách mạng này kia nọ là mới được đặt tên đường. Thì cái tên đường này trong nghĩa trang Hoa Viên đặt cho vui thôi cô chú anh chị. Đó. Thì sẵn hôm qua đó thì mấy anh đó thì cũng chia sẻ là cái này phân lô luôn rồi chú anh chị, phân lô là cho. Dạ. Thì thôi bây giờ em xin tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.